Em muốn chào cô chú anh chị và các bạn vào buổi sáng hôm nay. Em muốn chúc cô chú anh chị bạn được nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là một chiếc xà lan chở đá mi rất là đẹp luôn, chạy trên dòng sông từ Long An nối liền về Bến Tre các bạn. Có một chiếc ghe chạy rất là lẹ luôn, xoay nước rất là đẹp luôn. Ở đây có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container rất là nhiều luôn, chiều ngang 3 thùng và chiều dài 3 thùng các bạn. Xà lan này chở hàng từ ở Long An và chạy về Cầu Giấy chợ gạo các bạn. Ở đây nó có một chiếc xà lan chở đá nè. Buổi sáng hôm nay rất là nhiều xà lan chở đá luôn, chạy về Bến Tre. Có một chiếc xà lan chạy phía dưới chở hàng khô trong mũ rất là kính các bạn. Chạy vượt qua xà lan chở đá luôn. Hai xà lan đua nhau chạy rất là đẹp luôn. Xa xa có một chiếc xà lan chở đá mi trắng.
Ở đây là có hai chiếc ghe sắt chở đá nè các bạn. Thường những loại ghe sắt này rất là nhỏ, chở đá ít thôi chứ không được nhiều. Ở đây có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container. Xà lan này nhỏ chở những thùng hàng ít hơn các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của em và hẹn những video kế tiếp theo.